Bây giờ thì mình sẽ bóc hết ra và dán lên. BBTV. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình có bộ màu vẽ 3D tự làm sticker này. Với bộ màu vẽ này thì mình có thể tự làm sticker ở mọi nơi mọi lúc, rất là tiện lợi luôn đấy. Thế thì bây giờ chúng mình cùng mở ra và làm thử nhé. Các bạn ơi, bên trong bộ màu vẽ này có rất là nhiều màu sơn nước để chúng mình làm sticker này. Đây còn có một quyển sổ, bên trong có rất là nhiều mẫu hình sticker, hình nào cũng đẹp và dễ thương luôn. Đó, rất là nhiều hình luôn. Ngoài ra còn có hai miếng ni lông này, một số phụ kiện nữa. Và bây giờ thì mình sẽ chọn vài hình sticker đẹp đẹp nhé. Các bạn ơi, những hình này dễ thương này. Thế thì mình sẽ làm nhé. Các bạn ơi, vậy là mình vừa tô màu cho sticker xong rồi này. Bây giờ thì mình sẽ chờ cho màu khô, sau đó mình sẽ bóc ra và trang trí. 2000 years later. Các bạn ơi, vậy là sticker của mình đã khô hết rồi này. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra và trang trí nhá. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một chiếc cốc này và một cái điện thoại nữa. Và bây giờ thì mình sẽ bóc ra và dán lên. Hình nào đây nhỉ? Hình một chiếc bánh kem này. Hình này đẹp này. Đó. Bóc ra và mình sẽ dán ở đây. Một chiếc bánh kem. Tiếp theo ở dưới này thêm một hình nữa. Hình cây xúc xích này đi. Mình sẽ dán vào đây. Các bạn ơi, vậy là chiếc ốp lưng của mình đã trở nên rất là xinh xắn rồi đúng không nào? Nice. Tiếp theo thì mình sẽ trang trí chiếc cốc này nhá. Chiếc cốc này thì mình sẽ chọn hình nào đây nhỉ? Hình nào cũng đẹp cả. Chiếc đồng hồ báo thức này đi. Rồi, và mình sẽ dán ở đây. Đó, đẹp rồi đấy. Còn bên này thì mình sẽ trang trí một hình nữa nhá. Hình một chiếc bánh hamburger này đi. Chiếc bánh hamburger thì mình sẽ dán ở đây.
Các bạn ơi, vậy là chiếc ốc của mình trông dễ thương hơn rồi đúng không? Và ở đây thì mình còn thừa rất là nhiều sticker nữa, mình sẽ mang đi trang trí tủ lạnh nhé. Bây giờ thì mình sẽ bóc hết ra và dán lên. Đấy, một hình ở đây. Các bạn ơi, vậy là mình vừa trang trí cho chiếc tủ lạnh nhà mình rồi này. Các bạn nhìn xem có đẹp không? Nếu các bạn thấy đẹp thì nhớ cho mình một like nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn!